Vậy là chào ông bạn Thắng. Hôm nay thì trông nhiều phóng viên đến chơi sao ấy, trông có vẻ tươi thế. Toàn quốc nhá. Thời tiết là đẹp. 7,5 triệu. 7,5 triệu đồng với một tác phẩm bonsai không giới hạn. Các bạn nhìn Hà Dương Tử và cảm nhận độ nét đang chinh phục những tác phẩm mini cho anh em xem. Vâng, mới chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sách Ca lên nhà bạn Thắng bonsai chơi, chia sẻ với quý vị và các bạn một số những tác phẩm bonsai mini hàng bê tay ở nhà vườn bạn Thắng. Chào anh em nhá, rất đông vui. Ê, chào ông bạn Thắng. Hôm nay thì trông nhiều phóng viên đến chơi sao ấy, trông có vẻ tươi thế. Toàn quốc nhá. Thời tiết là đẹp. Chia sẻ một số những tác phẩm nhỏ trên vườn của ông cho anh em ngắm tí. Vâng ạ. Rất là nhiều những tác phẩm đẹp. Kích thước về giao lưu giá bao nhiêu? 800. Một cây bonsai nhỏ mini các bạn ạ. Làm điền và rất rẻ tiền, chỉ có mấy triệu thôi. Chưa đến chục triệu sao? Đấy, rất rẻ, hợp lý các bạn nhé. Ở đây, ra đây ngắm một số cây mini. Đấy, rất đẹp. Đây là dưới nhỉ? Dưới đấy. Cây dưới này chúng ta lưu giá bao nhiêu? Xanh con. Đây, Trăm hương. Bao tiền thì? Đây này, 8 lốt. Nhỏ xinh xinh. 8 lít. Bonsai mini các bạn ạ, rất đẹp. Vâng, và đây mà các bạn ngắm một cây tường vi con xinh xinh đây. Rất đẹp. Chú Nguyên đây. Cái này đẹp này. Mini vim này. Với cái size cao vâng, và đây giới thiệu với quý vị và các bạn một cây xanh ôm đá thấm thủy dáng huyền, cũng khá nghệ thuật. Một cây này đã lọt vào mắt xanh của một anh áo màu da cam rồi, không biết anh có ý đồ gì đây. Ừ, đấy, độ nét này. Chú cảm nhận gì về một tác phẩm này? Ừ, đứng dịch đây tí nào, chia sẻ cho anh em ngắm đi. Ừ, đấy. Rất đẹp. Các bạn này này. Phê chưa? Cổ. Và đây là một cây si tay chuột các bạn ạ. Một cây si khá xinh xắn, một người bê đó. Rất đẹp. Bạn nghe thoảng. Vâng, và đây là một cây rành rành khá xinh xắn, giá sinh viên, quay từ lấy giờ chưa hỏi giá chủ nhà tí, chưa hỏi cái nào, bây giờ hỏi cái này là bao nhiêu tiền nhỉ? 7,5 triệu. 7,5 triệu. 7,5 triệu đồng với một tác phẩm rành rành là một người bê. À, đây cây lập vườn đấy. Cái lập vườn giao lưu giá bao nhiêu hả chú? 8 triệu. Rất đẹp. Bạn nào thích những tác phẩm nào thì hãy chụp lại màn hình gửi cho Sách Bonsai nha, để Sách Bonsai ra kết nối đam mê cho quý vị và các bạn cùng chung một sở thích. Rất đẹp. Nhỏ nhắn xinh xắn, nghệ thuật bonsai không giới hạn. Các bạn nhìn Hà Dương Tử và cảm nhận độ nét đang chinh phục những tác phẩm mini cho anh em xem. Từng góc quay đẹp nhất. Những góc quay rất nghệ thuật. Chỉ trả sao gì? Đấy, một cây này. Con trai đây á? Ông Sách. Ơi. Con trai đây. Con trai tôi mà. Lớn à? Đấy thằng Út. À, thằng Út. Út. Đúng rồi. Rất xinh xắn. Xinh xắn này, đam mê. Rất nhiều những cây đẹp. Chào anh em nhá. Hôm nay đẹp ngày, toàn anh em đam mê thôi. Gặp gỡ và giao lưu. Xinh xinh đẹp đẹp. Hàng bê tay các bạn. Con bé bé mini này nó bao tiền nhỉ ông bạn nhỉ?
3 triệu rưỡi, ô rẻ thế à? Rẻ thế các bạn ạ, rất hợp lý. Thế còn thế còn cái đôi con này là bao nhiêu hả bạn ơi? Đẹp quá. Cây cây nào ạ? Đây hai cái con này, bim bim này. Một đôi lấy cả một đôi gì? Một đôi này này. Cả một đôi lấy 3 triệu. À, cũng hợp lý rồi các bạn ạ. Hàng bê tay nhá. Cái này là vườn gì nhỉ? Vườn bình thường. Hoa đỏ mình nhỉ? Quả nhiều thế nhỉ?